Vâng, Sông Vũ Audio xin kính chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc đang chơi và đam mê audio. Hôm nay bên Sông Vũ Audio tiếp tục về dòng rè bao Peeler có ký hiệu là CM73. Về dòng này thì đời cao hơn là 1.500 trơn và 1.525 mã. Cao hơn 1.825 mã. Về bao thì bao 73 này chơi 8 còng cánh xanh nâu. Nguồn thì hai nguồn riêng biệt. Hai nguồn lớn và tụ thì 4 tụ lọc to. Công suất của bao thì trên 200W. Về phần bao thì có hai đồng hồ vu, đồng hồ kim chỉ thị công suất. Khi phát nhạc thì vu vậy, đề kim vu vậy rất đẹp. Còn phần rè thì là xử lý tín hiệu âm thanh đầu vào và đầu ra. Cân chỉnh âm thanh cho phù hợp khi ghép loa, chỉnh bass, tép, dải cao, dải thấp. Bên trong rè thì có những con IC xử lý âm thanh rất là hay. Cái rè 73 này thì nó giống như một con lọc, chỉnh các dải rất tốt. Rè 373 thì rất dễ ghép loa, không có kén loa, loa nào cũng ghép được, rất dễ chơi. Bên Sông Vũ vừa rồi về 5 bộ rè 373, giá cả rất hợp lý cho anh em chơi hoặc cho anh em thợ lấy về ghép loa bán. Anh em thiện chí thì liên hệ số điện thoại 0857631370, 0857631370, đó là số điện thoại trên Zalo và Facebook.